vị thân mến, Đại tướng Tô Lâm hiện tại là Chủ tịch nước của Việt Nam, nên chuyện gia đình của ông được rất nhiều người quan tâm, nhất là vợ ông là ai cũng như gia thế thế nào. Câu trả lời sẽ có trong video Vợ Chủ tịch nước Tô Lâm là ai, gia thế khủng như thế nào. Được biết, vợ Chủ tịch nước Tô Lâm hiện tại là bà Ngô Phương Ly. Bà từng học khoa biên kịch, đạo diễn, lý luận phê bình, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và tốt nghiệp năm 1991 và hiện đang làm việc tại Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Người xây tổ ấm của đài VTV1 chính là một trong những chương trình được thực hiện bởi ý tưởng của bà Ngô Phương Ly. Chính thức là người của VTV từ năm 2000, Kim Ngân được khán giả biết đến nhiều hơn từ chương trình Người xây tổ ấm. Chị thổ lộ rằng, với chương trình này, ngay từ đầu đã không có được một sự suôn sẻ. Người xây tổ ấm là ý tưởng của mấy chị em làm trong đài, trong đó có Ngô Phương Ly, hiện đang ở Ban Văn nghệ của VTV1. Biên tập viên Kim Ngân chia sẻ, Ly vốn là họa sĩ, muốn làm talk show cho phụ nữ. Khi chúng tôi cùng bàn bạc và lên ý tưởng, anh Lại Văn Sâm đồng ý ngay. Tôi được giao là người dẫn chương trình, nhưng khi lên hình, do giọng nói không được mềm mại và anh Ngô Lâm Phương được chọn để dẫn chương trình này. Thông tin cá nhân của bà Ngô Phương Ly dường như không xuất hiện trên mạng, nhưng gia thế của bà thì cực kỳ khủng bởi bà được sinh ra trong một gia đình rất giàu nghệ thuật. Gia thế khủng của bà Ngô Phương Ly. Được biết, bà Ngô Phương Ly sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật từ bố lẫn mẹ. Trong đó, bố bà là nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân, sinh ngày 9 tháng 11 năm 1934, mất ngày 15 tháng 9 năm 2021, là một đạo diễn, biên kịch và là nhà nghiên cứu phim hoạt hình Việt Nam. Nổi tiếng với nhiều bộ phim hoạt hình như Mèo con Sáo Biết Nói, Chuyện Ông Giống, Thạch Sanh. Ông được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 1997 và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007. Ông đến với mỹ thuật từ sớm, năm 1950, khi mới 16 tuổi, ông tham gia khóa học đầu tiên của Trường Mỹ thuật Việt Nam ở Chiến khu Việt Bắc năm 1950-1954 do họa sĩ Tô Ngọc Vân phụ trách. Tốt nghiệp, ông vào phục vụ trong quân đội, từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và có nhiều ký họa kháng chiến. Hòa bình lặp lại, năm 1956, ông được cử đi học khoa đạo diễn hoạt hình tại Đại học Quốc gia Điện ảnh Liên Xô. Tốt nghiệp năm 1962, ông trở về nước làm việc tại xưởng phim hoạt họa Búp bê Việt Nam, nay là hãng phim hoạt hình Việt Nam. Năm 1963, ông cho ra mắt bộ phim hoạt hình đầu tiên mang tên Một Ước Mơ. Những bộ phim sau đó của ông ghi nhiều dấu ấn với công chúng và đạt nhiều giải thưởng như Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký, Chuyện Ông Giống, Trê Cốc, Con Sáo Biết Nói, Những Chiếc Áo Ấm, Thạch Sanh, Rừng Hoa, Bộ Đồ Nghề Nổi Giận, Bước Ngoặt, Phép Lạ Hồi Sinh. Với những tác phẩm này, ông đã giành tổng cộng 3 giải bông sen vàng, 4 giải bông sen bạc, nhiều bằng khen của ban giám khảo tại các kỳ liên hoan phim Việt Nam và một số giải thưởng quốc tế như Bộ Nông Bạc tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế ở Mamaia, Romani năm 1966 cho phim Mèo Con, Bồ Câu Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Leipzig, Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1970 cho phim Chuyện Ông Giống. Với tổng cộng 17 bộ phim được thực hiện, ông là một trong những nghệ sĩ hàng đầu trong ngành điện ảnh hoạt hình Việt Nam. Ông từng giữ cương vị giám đốc hãng phim hoạt hình Việt Nam, đồng thời nghiên cứu và giảng dạy về hoạt hình. Ngoài công việc đạo diễn, ông còn là một họa sĩ, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 1982. Ông đã vẽ nhiều ký họa, tranh sơn dầu, hoạt hình, tranh cổ động, bìa tem, bìa sách, truyện tranh. Ông đã thực hiện 2 cuộc triển lãm, lần đầu là vào năm 1971, lần thứ hai là vào tháng 11 năm 2006. Năm 1977, ông cùng với nhà biên kịch Trần Ngọc Thanh đi sâu vào nghiên cứu những cơ sở nghệ thuật của phim hoạt hình và bước phát triển của phim hoạt hình Việt Nam. Cho ra mắt bạn đọc cuốn sách phim hoạt hình Việt Nam dày trên 300 trang do Nhà xuất bản Văn hóa xuất bản năm 1977. Ngoài ra, ông còn xuất bản một số cuốn sách về nghệ thuật hoạt hình năm 1999. Tháng 3 năm 2007, Nhà xuất bản Mỹ thuật phát hành cuốn sách Ngô Mạnh Lân
chặng đường mỹ thuật 50 năm, ông đã nhận được 6 giải thưởng về mỹ thuật, một giải A triển lãm đồ họa, hội nghệ sĩ tạo hình, một giải quốc gia về minh họa sách thiếu nhi, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNICEF, hai giải nhất và hai giải nhì về triển lãm áp phích Bộ Văn hóa Thông tin. Ông còn tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ông tốt nghiệp phó tiến sĩ nghệ thuật năm 1984 tại Liên Xô. Cùng năm, ông được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Ông cũng đã được trao tặng học hàm phó giáo sư năm 1991 và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 1997. Năm 2007, ông nhận giải thưởng nhà nước cho các tác phẩm Mèo con, Chuyện ông giống, Con sáo biết nói, Những chiếc áo ấm, Trê cốc. Ngô Mạnh Lân là một trong các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam có mặt trong bách khoa toàn thư điện ảnh Liên Xô. Năm 2008, ông là một trong 11 nghệ sĩ điện ảnh được tôn vinh trong lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập điện ảnh cách mạng Việt Nam. Trong những sự kiện, triển lãm tranh của nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân thì Đại tướng Tô Lâm đều có mặt. Mới đây nhất, Chủ tịch nước Tô Lâm còn giới thiệu các tác phẩm của cha vợ mình sáng tác tại chiến trường Điện Biên Phủ. Tôi là thế hệ sau giải phóng Điện Biên nên không được chứng kiến những gì xảy ra tại nơi này. Rất may mắn là trong dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi được bố đưa trở lại chiến trường xưa bởi cụ từng tham gia chiến dịch với tư cách là một họa sĩ và được nghe cụ kể lại với những hình ảnh, những sự thật và những gì diễn ra ở Điện Biên Phủ thời điểm đó. Các bức ký họa, các tác phẩm thể hiện rất rõ tinh thần lạc quan của bộ đội, của nhân dân và của chính tác giả. Đây là sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của chiến thắng, và chúng tôi cũng cảm nhận được tinh thần ấy. Qua những bức ký họa của bố tôi, phần nào cảm nhận được những tâm trạng, những băn khoăn khi bố bảo tôi còn mắc nợ với Điện Biên. Tôi hiểu cái mắc nợ mà ông nói, bởi ông có rất nhiều ý định, đó là khi chiến thắng sẽ có những tác phẩm để mô tả về quy mô, mô tả sự vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng cụ chưa làm được. Đại tướng Tô Lâm, con rể họa sĩ nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân. Mẹ của bà, Ngô Lan Hương, cũng đi theo con đường nghệ thuật. Đó là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Lan, tên đầy đủ là Phan Ngọc Lan, là nữ diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Bà được biết đến qua vai Nhàn trong phim điện ảnh Lửa Trung Tuyến và vai bà nội trong phim truyền hình Bánh Đúc Có Xương. Ngọc Lan được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2015. Bà Ngọc Lan sinh năm 1942 tại Bắc Giang. Khi còn đi học, bà đã bộc lộ khả năng ca hát, diễn kịch và ngâm thơ. Ngọc Lan mơ ước sau này trở thành diễn viên sau khi có dịp được xem bộ phim truyện Chung Một Dòng Sông của đạo diễn Phạm Kỳ Nam. Năm 1959, Trường Điện ảnh Việt Nam được thành lập. Bà ra Hà Nội dự thi và trúng tuyển. Ngọc Lan trở thành học viên khóa 1 của Trường Điện ảnh Việt Nam cùng với Trà Giang, Lâm Tới, Thế Anh, Kim Chi, Lịch Du. Bà tốt nghiệp năm 1962 và được phân công về công tác tại xưởng phim truyện Việt Nam. Năm 1961, bà được đạo diễn Phạm Văn Khoa mời đóng vai chính trong phim Lửa Trung Tuyến. Đây cũng là vai diễn đầu tiên và nổi tiếng nhất của bà. Bộ phim sau đó được chọn để tham dự Liên hoan phim quốc tế Moscow năm 1961. Là diễn viên chính của phim, Ngọc Lan vinh dự được thay mặt Đoàn Điện ảnh Việt Nam thực hiện nghi thức kéo cờ khai mạc liên hoan phim cùng với đạo diễn Sergei Fyodorovich Bondarchuk. Sau sự kiện này, Ngọc Lan quen biết với nữ diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nhân dân Zinaida Kirenko. Năm 2015, Ngọc Lan được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Sau bộ phim Nơi ẩn nấp bình yên năm 2017, bà tạm dừng các hoạt động phim ảnh và trở lại với bộ phim truyền hình 11 tháng 5 ngày vào năm 2021. Trong sự nghiệp của mình, Ngọc Lan đã tham gia hơn 50 vai diễn điện ảnh và truyền hình. Ngoài công việc diễn viên, Ngọc Lan còn là nhà thơ và đã phát hành 6 tập thơ. Tập thơ thứ 6 có tựa đề Nặng Tình, phát hành năm 2020. Một số bài thơ trong chùm thơ mẹ và quê hương của bà tạo cảm hứng cho nhạc sĩ Đỗ Phương sáng tác ca khúc Nhớ Mẹ. Ngọc Lan gặp đạo diễn phim hoạt hình Ngô Mạnh Lân tại Moscow khi bà tham gia dự liên hoan phim quốc tế Moscow năm 1961. Lúc này ông Lân là lưu học sinh tại trường Vizhik.
Hai ông bà kết hôn cuối năm 1962 và có được 4 người con mang tên Ngô Phương Lan, Ngô Phương Ly, Ngô Lê, Ngô Lâm. Con gái lớn của bà là Ngô Phương Lan, hiện nay là tiến sĩ, nhà lý luận điện ảnh, nguyên cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam. Người con thứ hai là nhà báo Ngô Phương Ly, vợ của đại tướng chủ tịch nước Tô Lâm. Cháu ngoại đầu của bà là đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Chị gái của bà Ngô Phương Ly là Ngô Phương Lan, sinh năm 1963 tại Hà Nội. Bà tốt nghiệp khoa lý luận phê bình điện ảnh học, Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên Xô, VKIC. Năm 1988, bà đảm nhận vị trí Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch từ năm 2011-2018, Giám đốc Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Hà Níp từ năm 2012-2018. Bà đang làm Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam khóa 1, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa 5, Giám đốc Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng, Đà Náp, Ủy viên Ban chấp hành Mạng lưới Xúc tiến Điện ảnh Châu Á, NEPAC. Tiến sĩ Ngô Phương Lan được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2017. Gia đình phu nhân của Chủ tịch nước Tô Lâm còn có một người đi theo con đường nghệ thuật nữa, đó là Đinh Tuấn Vũ. Đinh Tuấn Vũ là đạo diễn điện ảnh Việt Nam, từng giành giải đạo diễn xuất sắc tại giải Cánh Diều 2015 với bộ phim Cuộc đời của Yến. Bộ phim này của anh cũng giành được những hạng mục quan trọng của giải Cánh Diều năm 2015. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 cùng một số giải quốc tế. Một số phim điện ảnh khác do anh đạo diễn cũng giành được các giải thưởng như Và Anh Sẽ Trở Lại, Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con, Truyền Thuyết Về Quán Tiên. Đinh Tuấn Vũ sinh ngày 27 tháng 12 năm 1989. Bố anh là nhà báo Đinh Trọng Tuấn, tổng biên tập tạp chí Thế Giới Điện Ảnh. Mẹ là nhà lý luận phê bình điện ảnh Ngô Phương Lan, nguyên cục trưởng Cục Điện ảnh. Ông ngoại của Đinh Tuấn Vũ là nghệ sĩ nhân dân, họa sĩ Ngô Mạnh Lân. Bà ngoại là nghệ sĩ nhân dân, diễn viên Ngọc Lan. Vâng thưa quý vị, trên đây là thông tin về vợ Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như gia thế khủng của bà. Có thể thấy rằng, được sinh ra trong một gia đình, đa số là thành viên đều đi theo con đường nghệ thuật và có nhiều cống hiến cho đất nước. Dù là phu nhân của Đại tướng, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhưng bà rất ít khi xuất hiện trước báo chí hay ống kính. Quý vị còn có thông tin nào về vị phu nhân của Chủ tịch nước Tô Lâm không? Hãy chia sẻ để chúng tôi biết nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video chia sẻ của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.